thành viên 27, cá tính 27, tính cách 27, màu sắc khác nhau, chúng tôi tạo nên một nhóm chiến binh lửa. Đúng như tên gọi của nó, nhóm chiến binh lửa, năng lượng, đoàn kết, học hỏi và trau dồi kiến thức mỗi ngày. Tham gia siêu game 60 ngày của bọn Đào Thị Nhung, chúng tôi 60 ngày và 27 thành viên tham gia tích cực, nỗ lực, năng lượng mỗi ngày. Có năng lượng mới tạo ra ngân lượng. Cảm ơn Thanh Mộc Hương đã tạo ra một sân chơi bổ ích và nó hội tụ những con người tài năng và bản lĩnh. 60 ngày tham gia đều có những bài học tuyệt vời và tự hào là thành viên và đội trưởng của nhóm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa con thuyền cập bến an toàn. 27 thành viên chung một nhịp đập, chung một ý tưởng, chung một trái tim hướng về Thanh Mộc Hương, đưa Thanh Mộc Hương vững mạnh và vươn tầm. Tôi, Nguyễn Thiên, giám đốc khu vực tại Quảng Bình. Qua đây thì em
xin gửi lời cảm ơn đến bốt tổng tàu Thị Nhung đã tổ chức cái show game như rất thích và nhân bản như thế này để mà giúp cho bản thân của em cũng như tất cả mọi người đều được rèn luyện hơn, đều được trưởng thành hơn và đều tự tin hơn. Và sau cái show game hôm nay thì mình mong rằng tất cả các chị em trong chiến binh nữ 27 tuổi xuất sắc của chúng ta sẽ ngày càng bùng nổ hơn về thành phố, sẽ ngày càng tự tin và sẽ ngày càng thành công hơn. Và một lần nữa thì xin chúc cho bốt cũng như là tất cả các chị em 27 thành viên của chiến binh nữ tất cả các chị em trong chiến binh nữ chúng ta sẽ luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn xinh đẹp và chúng ta hãy tự tin rằng cái con đường chúng ta lựa chọn là đồng chí Bình Dương hoàn toàn là con đường lựa chọn đúng đắn. Và xin chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thủy Nguyễn, hiện đang là nhà phân phối của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương tại khu vực Hồ Chí Minh và cũng là một trong 27 thành viên của đội chiến binh lửa. Thật là may mắn và hạnh phúc khi mà mình quyết định tham gia cái siêu game 60 ngày thách thức và nhân bản của bóc tổng đào Thị Nhung đưa ra dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Hy. 27 thành viên, 27 con người, 27 tính cách, 27 vị trí địa lý khác nhau, nhưng khi tham gia cùng một đội thì chúng tôi là một, chúng tôi đồng sức, chúng tôi đồng lòng, chúng tôi đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi rào cản của bản thân và dần dần đi đến đích. Còn vài ngày nữa là cuộc thi siêu game đã kết thúc. Thật là buồn phải không ạ? 60 ngày qua chúng tôi đã trở thành một thói quen. Thật là hạnh phúc và ý nghĩa khi mà những thành viên trong đội nhóm học hỏi lẫn nhau rất là nhiều điều bổ ích. Người ta nói học thầy không thầy học bạn là đây ạ. Siêu game 60 ngày qua đi, chúng tôi đã chiến thắng bản thân. Một người thường lười tập thể dục, thường ngủ nướng như mình, bây giờ đã chiến thắng bản thân là thành một thói quen. Ngày nào mà không tập thể dục thì ngày đó cảm thấy rất là nó thiếu một cái gì đó, nó rất là khó chịu đấy. Thì siêu game kết thúc thì bản thân cảm thấy rất là hồi hộp và cũng muốn nói lời cảm ơn tới bác tổng đào Thị Nhung đã tổ chức ra một siêu game thật là ý nghĩa và thật là bổ ích. Hy vọng sau cái siêu game này kết thúc thì sẽ có rất là nhiều siêu game bổ ích khác. Và hy vọng hơn nữa là tất cả những cái thành viên của đội chiến binh lửa chúng ta lại cùng nhau vừa chung một chiếc thuyền. Và lời cuối cùng tôi xin chúc bác tổng đào Thị Nhung, đội trưởng Nguyễn Huy và 26 thành viên còn lại của đội chiến binh lửa luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tôi rất yêu những cái sản phẩm của mình đang phân phối. Tôi yêu các bạn và tôi yêu Thanh Mộc Hương. Xin chào tất cả mọi người, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Anh Nhung. Hiện nay tôi đang là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương, chuyên phân phối các thảo mộc dân tộc Dao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho tất cả mọi người. Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của siêu game thách thức và nhân bản. Siêu game 60 ngày vừa qua đã mang lại rất là nhiều giá trị cho tôi. Khi tham gia siêu game 60 ngày này, tôi cảm thấy năng lượng rất là tràn trề. Ngày nào tôi cũng rèn luyện thể dục, thể thao, tinh thần, sức khỏe, năng lượng tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cuộc sống xung quanh cảm thấy tươi đẹp hơn. Bản thân tôi từ một đứa lười tập thể dục hay thức khuya cho đến 1 giờ sáng nay tôi đã thay đổi hơn rất là nhiều. Tôi ngủ sớm hơn và dậy tập thể dục thường xuyên để cho một ngày mới tràn đầy sinh lực và đầy năng lượng hơn. Ngoài ra, siêu game còn giúp cho tôi hiểu được rằng khi làm việc với đồng đội thì cần phải có tinh thần đoàn kết là chấp hết, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, khi chúng ta cùng đoàn kết thì sức mạnh sẽ càng lớn hơn và mục tiêu sẽ luôn luôn được hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Bản thân tôi cũng đã hoàn thành đầy đủ tất cả các bài tập mà đội trưởng đề ra. Tôi quyết tâm lột xác mạnh mẽ để trở thành một leader đầy bản lĩnh, đầy quyền lực, căng tràn nhựa sống và tự tin trước mọi thách thức. Các bạn hãy nhớ, các bạn tự tin, các bạn mạnh mẽ, các bạn hạnh phúc thì chắc chắn rằng các bạn sẽ làm được. Chiến binh lửa với 27 thành viên đến từ những vùng miền khác nhau nhưng chúng ta đã yêu thương và giúp đỡ nhau như chị em một nhà. Sắp kết thúc siêu game 60 ngày này rồi, mới đầu tôi nghĩ không biết bao giờ mới kết thúc được 2 tháng đây. Vậy mà giờ đây thời gian đã khép lại, hết thời gian này tôi sẽ rất là nhớ mọi người. Vì chúng tôi đã là một gia đình, thời gian tuy không ngắn nhưng cũng không quá dài. Để tôi học hỏi được rất là nhiều điều từ đồng đội của tôi sẽ rất là nhớ và yêu thương mọi người sau khi cái siêu game này kết thúc. Qua đây cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới bốt tổng Đào Thị Nhung, hiện đã là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương, đồng thời cũng là người tổ chức ra cái siêu game này đã giúp cho tôi và các chị em được rèn giũa, tự tin, đoàn kết, trưởng thành hơn và lột xác hơn.
Và chúc cho tất cả các chị em sau khi kết thúc cái siêu game này sẽ ngày càng bùng nổ hơn về doanh số, tự tin hơn và thành công hơn. Một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe tới bốt tổng Đào Thị Nhung và tất cả các chị em chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Hãy tin vào đế chế Đông Y Thanh Mộc Hương, tin vào sự lựa chọn của chúng ta là đúng đắn. Xin chào và hẹn gặp lại các chị em trong các siêu game lần sau. Chúng ta sẽ lại tiếp tục và làm việc và chiến đấu hết mình vì một sứ mệnh màu xanh, vì đồng đội và cũng là chính vì bản thân của chúng ta. Xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả các chị em trong hệ thống Thanh Ngọc Hương nói chung và chị em trong đội chiến binh lửa nói riêng. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lã Thị Thắm, đến từ tỉnh Bắc Giang. Mình rất là vui và rất là tự hào khi được làm một thành viên của đội chiến binh lửa. Vâng, chiến binh lửa với 28 thành viên đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Nhưng chúng mình đã yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau như chị em trong một gia đình. 2 tháng tham gia siêu game, mình còn nhớ những ngày đầu. Mọi người thường rỉ tai nhau rằng không biết đến khi nào chúng mình mới kết thúc 2 tháng nhỉ. Vậy mà giờ đây thời gian đã sắp khép lại rồi mọi người ạ. Với thời gian tham gia siêu game 2 tháng, thời gian không phải là quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để chị em chúng mình hiểu nhau hơn. Thế nhưng với bản thân mình, 2 tháng tham gia siêu game, mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ đồng đội của mình. Vâng, người đầu tiên mình kể đến không ai khác đó chính là đội trưởng Nguyễn Hiên. Một cô bạn rất là dày dặn kinh nghiệm trong kinh doanh online. Nguyễn Hiên đã dìu dắt tất cả các thành viên trong đội nhóm của mình chiến đấu một cách hết mình, chiến đấu một cách máu lửa, đúng với cái tên gọi của đội nhóm Chiến Binh Lửa. Vâng, người thứ hai mình kể đến trong đội nhóm của mình đó là một con người luôn luôn tràn ngập năng lượng. Và đó chính là một cô bạn có nước da trắng hồng, có má núm đồng tiền, không ai khác đó chính là bạn Lê Sinh. Và một cô bạn được mệnh danh là chuyên gia sản phẩm của đội nhóm đó chính là bạn Nguyệt. Ngoài ra, một thành viên mình phải kể đến nữa đó chính là em Lạc Nhi, một thành viên nhỏ tuổi nhất của đội nhóm. Nhưng với cái lòng đam mê kinh doanh, em đã nhận được cái tình yêu thương, sự ngưỡng mộ của tất cả các thành viên trong đội nhóm. Vâng, với 28 thành viên trong đội nhóm của mình luôn thể hiện sự yêu thương, sự đoàn kết và chiến đấu hết mình. Đến giờ phút này thì siêu game đã sắp kết thúc thật rồi mọi người ạ. Chúng mình sắp phải xa nhau thật rồi ư? Không, mặc dù chúng mình có thể xa nhau về khoảng cách thời không gian, về địa lý, nhưng chúng mình luôn hướng về nhau, luôn dành trọn cho nhau tình yêu thương. Và với bản thân mình, chiến binh lửa luôn trong trái. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.